sử dụng giấm ăn. Đổ giấm vào trong ly và ngâm khoảng 15 phút, sau đó bàn chai nhẹ các bề mặt ly để làm sạch mảng bám lâu ngay. Cuối cùng rửa lại bằng nước ấm. Axit có trong giấm không những giúp làm trắng ly thủy tinh bị ngả màu mà còn có khả năng khử mùi thức uống còn lưu lại. Dùng muối Muối là một nguyên liệu luôn có sẵn trong gian bếp của người Việt. Ngoài cả tác dụng là làm gia vị nấu ăn, bạn có thể sử dụng muối để rửa ly thủy tinh làm sạch tốc thủy tinh bị mơ, bị ổ hiệu quả và thân thiện với môi trường. Bạn nên sử dụng muối tảng thay vì muối tinh và thực hiện như sau. Cho một ít muối vào ly thủy tinh bị ổ vang, sau đó sử dụng to hoặc ngón tay để tra sát. Cuối cùng rửa lại với nước sạch. Dùng chanh Chất axit citric trong thành phần chanh tươi có tác dụng tẩy rửa rất tốt. Bạn cắt chanh thành từng lát mỏng sau đó tra sát khắp bề mặt trong ngoài của ly Tiếp theo chờ khoảng 10 đến 15 phút và đem tráng lại bằng nước ấm. Những chiếc ly thủy tinh sẽ sạch bông trở lại như lúc bạn mới mua. Dùng bã cà phê. Phơi khô bã cà phê, cho bã cà phê vào ly rồi dùng khăn mềm chà sát đều khắp cả trong lẫn ngoài, cuối cùng rửa sạch ly với nước, bạn sẽ ngạc nhiên trước vẻ lung linh như mới của những chiếc ly thủy tinh.